Cỗ máy hủy diệt, đó là biệt danh mà người ta gọi Barcelona trước vòng đấu này của La Liga bởi 3 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Đoàn quân huấn luyện viên Xavi đều nã vào lưới đối thủ đến 4 bàn để thắng 4 sao như một thói quen, lần lượt hạ Valencia 4-1, Napoli 4-2 và Bilbao 4-0. Quả thật các culé đang như sống trong mơ so với phong độ tệ hại và bủa vây trong tứ bề khó khăn ở đầu mùa giải năm nay. Cơ sở của họ tất nhiên là quyết tâm gây dựng lại một niềm tự hào của ban lãnh đạo, ban huấn luyện và Xavi. Điều đó dẫn đến phong độ ngày càng vào form của những trụ cột trẻ tuổi như Pedri hay De Jong, lại còn thêm sự hòa nhập ngày càng tốt của các tân binh như Adama Traoré, Aubameyang và Ferran Torres. Chính những điểm tựa ấy giúp họ tự tin mạnh mẽ. Nhưng nếu chỉ vì thế mà Barca buông lỏng sự tập trung khi làm khách trên sân của Elche thì sẽ rất dễ rơi vào chiếc bẫy của chính mình. Dù chủ nhà đang đứng đến hạng thứ 14, hơn nhóm xướng hạng chỉ 5 điểm, đội bóng này hoàn toàn có thể gây ra bất ngờ bằng bộ mặt khó đoán của mình. Họ thua 2 nhưng cũng thắng 2 trong 4 vòng đấu gần đây nhất. Trong khi đó Barca dù đã bất bại 10 vòng liên tiếp, nhưng cuộc đua top 4 La Liga, điều họ cần quan tâm nhất thì vẫn vô cùng xa xao. Đó là lý do vì sao phải cẩn thận, cho dù quả thật Barca đã suýt mở tỷ số ngay ở phút thứ nhất khi quả tạt của Ousmane Dembele treo bóng lơ lửng trên đầu của Aubameyang trong vòng cấm. Nhưng cũng ngay lập tức, đúng như dự đoán, chủ nhà đáp trả khi Raúl Guti đoạt được bóng ở giữa sân và có khoảng trống để tung ra một cú sút xa. Rất may là bóng đi không chính xác, chứ không thì Barca đã vừa bị dẫn trước, vừa phải ôm hận trước một cầu thủ mang tên hai huyền thoại của đại kình địch đáng ghét Real Madrid. Cơ hội dứt điểm ấy của Raúl Guti là hệ quả của việc Elche chơi pressing khá chủ động và hiệu quả ngay từ đầu trận. Xavi rõ ràng nhìn được điều đó và dùng hiệu lệnh điều chỉnh đối phó ngay ở trên sân. Chỉ sau khoảng 10 phút, Barca bắt đầu nắm được thế trận và hầu hết các pha tấn công của họ đều được đẩy xuống khu vực channel, tức là đáy biên để Dembele và Gavi xử lý. Sự tự tin của đội khách dần bao trùm sân vận động Manuel Martinez Valero khi một lần nữa Aubameyang suýt có cơ hội dứt điểm trong tình huống này. Một tràng pháo tay động viên được cất lên từ ban huấn luyện của Barca khi Dembele lại bứt tốc và căng ngang vào vòng cấm. Aubameyang đã chạm được chân vào bóng rồi ấy chứ. Nhưng đáng tiếc là Gonzalez đã theo sát và trong tích tắc cản được bóng. Kỳ diệu thay, trọng tài lại cho Elche phát bóng lên thay vì thổi phạt góc. Đó rõ ràng là một sai lầm. Để rồi hệt như cái điểm báo hiệu Barca sẽ không dễ dàng giành được chiến thắng hay tìm thấy mảnh lưới trong trận đấu này đâu. Phút 27, cơ hội rõ rệt nhất trong hiệp 1 của Barca xuất hiện. Dembele lúc đầu là người để mất bóng nguy hiểm, nhưng rồi chính phía Elche chuyển hỏng và thế là Barca phản công. Nhả bóng, đó là động tác của Aubameyang dành cho Dembele, nhưng thủ môn Badia lại tỉnh táo cản được cú tông bóng. Nhưng đây rồi đã có Frankie de Jong băng vào đá bồi trước cầu môn chống trải. Sau một lần nữa, Diego Gonzalez băng về và dùng cái chân phải của mình để cản phá kịp thời. Sinh năm 1995, 27 tuổi, trưởng thành từ lò của Cadiz, từng đá cho Sevilla và đội tuyển U21 Tây Ban Nha. Các culé hẳn sẽ nhớ cái tên này sau trận đấu. Sức ép dội ngược của Elche được thể hiện ở pha sút vọt xà ngang ở phút 36 của Pere Mila hay thêm một cú vô lê vọt xà đáng tiếc nữa của Morente một phút sau đó. Xen giữa là một pha đối mặt của De Jong sau khi phá bẫy việt vị thành công, nhưng anh lại không thể thắng thủ môn Badia khi solo 1-1. Để rồi, Pedri, một trong những cầu thủ uy tín nhất của Barca thời điểm này, đột nhiên mắc sai lầm ở khoảnh khắc gần cuối hiệp. Cú phá bóng về của anh đột nhiên vô tình trở thành đường chọc khe cho Fidel Chavez thoát xuống ở hành lang trái. Thực tế thì góc sút không hẹp và không rộng lắm đâu, nhưng một cách xuất thần Chavez vẫn bất ngờ làm nên chuyện khi sút chéo góc hạ gục Ter Stegen. Các culé choáng váng khi Barca bị dẫn trước và bước vào giờ nghỉ. Cuộc đua top 4 vẫn thật khó khăn, nên họ cần sốc dậy tinh thần ngay lập tức để lộ ngược dòng trong hiệp 2, một nhiệm vụ mà với những gì đã diễn ra trong hiệp 1, ta biết là không hề dễ dàng. Một thất bại đồng nghĩa với việc vị trí trong top 4 bị lung lay dữ dội, thầy trò huấn luyện viên Xavi phải trông đợi vào việc cả hai đối thủ bám đuổi đằng sau tự làm khó nhau ở trận đấu sau đó. Thế nhưng quyền tự quyết không nằm ở trong tay, là điều gì đó cực kỳ khó chịu và Barcelona chắc chắn không muốn ở trong tình thế đó. Với quyết tâm ghi được ít nhất 2 bàn thắng, huấn luyện viên Xavi quyết định làm mới hàng công. Ông thay Ferran Torres vào sân thay cho Gavi ngay đầu hiệp 2, đặt niềm tin vào Torres nom chừng như một nước cờ mạo hiểm của Xavi. Bởi tân binh 22 tuổi này mới chỉ đút túi vỏn vẹn một bàn thắng sau 6 lần được trao cơ hội ra sân tại La Liga. Nhưng một lần nữa, tất cả phải ngả mũ trước tài thay người của chiến lược gia người Tây Ban Nha. Chỉ vào sân được không lâu, cựu tiền đạo của Man City đã liên tục làm khổ hàng phòng ngự của Elche. Và trước sức công phá mạnh mẽ từ Blaugrana, pháo đài lùi sâu Elche cuối cùng cũng đã phải sập. Sau nhiều lần bỏ lỡ cơ hội đầy tiếc nuối, chính Ferran Torres đã gỡ hòa cho Barca. Xuất phát từ nỗ lực đi bóng từ bên phải của Dembele, bóng được trả lại cho Jordi Alba băng vào. Chỉ chưa có thế, hậu vệ người Tây Ban Nha nhẹ nhàng đệ bóng vừa tầm băng vào của Torres, người trước đó đã phá bẫy việt vị thành công.
Trước mặt cầu thủ sinh năm 2000 giờ chỉ còn mỗi thủ môn đội bạn và chẳng có lý do gì để anh bỏ lỡ cơ hội 10-10 này. Một đều và cuộc chơi ấy bây giờ thuộc về quyền kiểm soát của Barcelona. Giải tỏa được áp lực cỡ hòa, đội chủ sân Camp Nou tràn lên tấn công và làm chủ hoàn toàn trận đấu. Họ kiểm soát phần lớn thời gian của hiệp 2, có thời điểm lên đến 89%. Nhưng Elche cũng cho thấy họ chẳng phải tay vừa, với nguồn sức mạnh tinh thần khổng lồ từ hàng vạn cổ viên nhà trên khán đài Manuel Martinez Valero. Các thủ Elche suýt chút nữa có thể tái lập thế dẫn trước. Tiếc rằng Ter Stegen quá xuất thần khi ngăn chặn cú đệm bóng của Pere Mila ở phút 64. Một lời cảnh báo cứng rắn đến Xavi và ông biết mình cần làm gì. Chiến lược gia 42 tuổi tăng cường cơ bắp cho tuyến giữa với việc thay Frankie de Jong bằng tiền vệ giàu sức chiến đấu Nico và tiếp tục làm mới hàng công khi tung Memphis Depay và Adama Traoré thay cho Dembele lẫn Aubameyang. Và một lần nữa, những điều chỉnh của Xavi đã làm nên sự khác biệt và các cú lê càng vững vàng thêm niềm tin rằng cựu tiền vệ năm nào chính là người phù hợp nhất để phục hưng Barca. Mũi đình ba Torres, Traoré và Depay liên tục khiến khung thành Elche luôn nằm trong tình trạng báo động đỏ. Đội chủ nhà buộc phải lùi sâu đội hình về phòng ngự. Họ chủ động tổ chức phòng thủ dày đặc và theo kèm quyết liệt. Có lẽ tới đây, một điểm với Elche cũng là đã đủ. Nhưng với Barca thì không, với Depay thì không. Khi đồng hồ dần trôi về những phút cuối sau pha đi bóng ở đáy biên trái, tiền đạo người Hà Lan thực hiện pha tạt bóng vào trong và may mắn làm sao, bóng đi lập bập nhưng chót vô tình chạm vào tay hậu vệ Bragan bên phía đội chủ nhà. Ban đầu trận đấu vẫn được tiếp tục, chẳng có gì xảy ra cả. Nhưng trước phản ứng của các thủ Barca, trọng tài Alejandro Hernandez đã check lại VAR và vị thần may mắn đã mỉm cười với Blaugrana, còi kết lên và một quả penalty cho đội khách. Đứng trước chấm 11m quen thuộc, Depay không mắc bất kỳ sai lầm nào để đưa Barca vượt lên. Depay ăn mừng điên cuồng với bàn tay đập vào logo của Barca, một hành động như để khẳng định rằng anh hoàn toàn đủ khả năng lẫn đẳng cấp để cống hiến cho Blaugrana. Và tin đi, chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều lần khoảnh khắc này đấy. Tất nhiên, 30 chưa phải là Tết, còi chưa cất thì trận đấu vẫn chưa xong. Elche sau bàn thua thi đấu với tinh thần không còn gì để mất. Họ dồn lên tấn công, khiến Barca phải lúng túng thật sự và tai họa đã ập xuống Blaugrana khi thời gian chính thức chỉ còn 3 phút. Bóng dường như đã tìm đến tay của Jordi Alba trong vòng cấm sau quả phạt góc của đội chủ nhà. Nhưng khoan, ngừng khoảng chừng 2 giây, có vẻ vị thần may mắn đã một lần nữa mỉm cười với cầu thủ Barca, cũng tham khảo VAR, thế nhưng khác với lúc nãy, trọng tài quyết định không có penalty cho đội chủ nhà. Trong thế thiệt người, Elche không thể giật lại một điểm, dù nỗ lực gây sức ép lên Barca suốt thời gian còn lại và 3 điểm nằm gọn trong túi của Barca. 3 điểm đầy khó khăn, chật vật và vô cùng quý giá. Chiến thắng này ngày càng thêm ý nghĩa khi ở trận đấu không lâu sau đó, Atletico Madrid đã đánh bại Betis giúp Barcelona vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng. Dĩ nhiên, huấn luyện viên Xavi còn nhiều việc phải làm, vẫn còn nhiều vị trí chơi chưa thật sự đúng đẳng cấp và gây thất vọng hôm nay. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Ter Stegen, chưa chắc Barca đã có thể mỉm cười ra về. Nhưng thôi, tạm gạt hết lo âu lại, ăn mừng chiến thắng trước đã, các culé nhỉ.